Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đập hộp tới các bạn một chiếc đồng hồ như là dạng siêu phẩm Rolex đấy các bạn. Thì chiếc đồng hồ này không được giới thiệu tới Bezel World năm 2019, nhưng được giới thiệu trong năm 2019 quý 3 từ tháng 6 đến tháng 9. Thì tôi biết được cái thông tin chiếc đồng hồ này. Vậy nên tôi đã tìm mọi cách để cố gắng đưa chiếc đồng hồ này về Việt Nam. Và đây là một chiếc đồng hồ GMT 126755 đầu tiên về Việt Nam với vành bezel được chế tác từ 3 loại đá quý: sapphire, ruby và kim cương. Sau đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu và trên tay đập hộp chiếc đồng hồ này ngay bây giờ các bạn nhé. Wow, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Một ngoại hình vô cùng bắt mắt. Trước đây thì chúng tôi có cơ hội review những chiếc đồng hồ Daytona, Rainbow này, Full Sapphire này, Full Ruby này, hay là Mắt Hổ Full Diamond này. Daytona là một bộ sưu tập được Rolex rất ưu ái và ban tặng cho những phiên bản với vành bezel đa dạng, kim cương này, sapphire này, rainbow này, rất là đa dạng. Tuy nhiên là chiếc đồng hồ sport mà đắt nhất, đỉnh nhất thì lại thuộc về GMT các bạn ạ. Và đó chính là chiếc GMT Full Baguette Diamond mà siêu sao Ronaldo đeo trên tay. Chiếc đồng hồ này thì không có quá nhiều điểm khác biệt so với một chiếc Rubia full dây vỏ bằng khối, ngoại trừ 4 tay càng, 2 bảo vệ núm và vành bezel SRU. Và vành bezel SRU là gì? Vành bezel SRU đó chính là tên viết tắt của Sapphire và Ruby. Anh cameraman hãy zoom một chút vào chi tiết từng cái viên đá quý để cho chúng ta thấy được Rolex họ chế tác đá quý đỉnh đến như thế nào. Đặc biệt là viên kim cương dạng tam giác cùng với hai viên sapphire ở kế cái viên kim cương dạng tam giác này. Các bạn có thấy các lát cắt thật tuyệt vời đúng không ạ? Hoàn toàn không có kẽ hở. Chất lượng viên kim cương nó tuyệt vời. Sapphire cũng vậy. Và cứ cách 3 viên sapphire là chúng ta sẽ có một viên kim cương dạng baguette. Chất lượng thì khỏi phải bàn, bởi vì Rolex có một xưởng chế tác đá quý ở trong nhà máy sản xuất Rolex. Thế nên là việc Rolex cho ra đời những cái viên kim cương chất lượng cao trên vành bezel, đấy là điều đương nhiên rồi. Cứ cách 3 viên thì chúng ta lại được chèn một viên kim cương baguette. Chúng ta có tổng 18 viên sapphire và 18 viên ruby. Nào các bạn có thể nhìn xuống phía dưới, 18 viên ruby. Ở trên cái vành này thì tôi ấn tượng nhất với cái viên kim cương. Viên kim cương tam giác như tôi đã nói vừa nói ở phía trên. Đó. Chiếc đồng hồ này thì có giá hãng đó là khoảng 115.000 USD. Tuy nhiên là để mua được thì nó giống như chiếc Rainbow hay là những chiếc phiên bản khác là chúng ta phải xếp hàng. Đó. Chiếc đồng hồ này so với một chiếc Rubia full dây vỏ vàng hồng Everose nó chênh khoảng tầm 85.000 USD. Chỉ phí 4 tay cả, 2 bảo vệ núm và vành bezel đá quý. Ngày hôm nay thì để mình kể với cả các bạn một câu chuyện. Đó chính là một khách hàng của chúng tôi, người anh của một vị khách hàng đến chơi, tham quan, chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ này. Thì có hỏi là trong khoảng trên dưới 100.000 USD thì nên mua chiếc đồng hồ nào trong hai chiếc đồng hồ này? Lange & Söhne Tourbillon Honey Gold hay là chiếc GMT Pepsi thêm đá này? Thực chất là mà nói thì tôi cũng nói chuyện với câu chuyện phiếm thôi. Đó là hai chiếc đồng hồ này tượng trưng cho hai khách hàng hoàn toàn khác nhau. Hai chiếc đồng hồ này hoàn toàn khác nhau ngoại trừ hai điểm, nó là đồng hồ để xem giờ, thứ hai là chủ sở hữu phải có một tài chính khá là vững chắc. Ngoài ra thì về DNA hai chiếc đồng hồ hoàn toàn khác nhau. Với Lange & Söhne đó là những nhà sưu tầm, những người yêu thích đồng hồ, những người đam mê và tìm hiểu về thương hiệu đồng hồ của Đức, cũng như là thích cái thiết kế rất là chắc chắn này, thiết kế cổ điển nhưng mà không thể lẫn đi đâu được của Lange & Söhne. Ngoài ra là một cỗ máy tuyệt vời đẹp, được làm trên nền bạc Đức. Đấy, thiết kế cỗ máy đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ngoài ra thì cái vỏ vàng Honey Gold cũng là một ưu điểm để
lựa chọn chiếc đồng hồ này. Đó là một loại vàng đặc biệt của Lange & Söhne, độ cứng thậm chí còn cao hơn cả platinum. Chiếc Alang này còn có bộ tourbillon. Đó thì các bạn đang nhìn thấy, các bạn đang chiêm ngưỡng bộ tourbillon. Đây là một đỉnh cao chế tác. Thì nói chung là nói ngắn gọn về chiếc Alang này thì nó là một đỉnh cao chế tác trong ngành đồng hồ. Vậy còn chiếc GMT này thì sao? Chiếc GMT này thì nó cũng là đồng hồ để xem giờ. Nói về tính hữu dụng của một chiếc đồng hồ sport hay là một chiếc tool watch thì nó kém tính hữu dụng. Bởi vì sao? Bởi vì vành bezel này với những phiên bản thông thường ấy, nó là những con số để hỗ trợ cho việc xem giờ ở một múi giờ thứ hai. Tuy nhiên khi đeo chiếc đồng hồ này, chúng ta sẽ được cả chiêm ngưỡng cũng như là được tận hưởng đỉnh cao chế tác về kim hoàn của Rolex, với một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc tuyển chọn những viên kim cương, sapphire, ruby cũng như là những cái lát cắt tuyệt vời để tạo ra một chỉnh thể, một cái vành bezel không có góc chết, không có những cái sơ hở, hay là chúng ta có thể nói là ngoài Rolex ra thì không có một thương hiệu nào có thể tạo ra được một cái vành có chất lượng cao và tuyệt đẹp như thế này. Tôi khẳng định với các bạn là như vậy, từ Patek, AP, Hublot, vân vân. Vậy thì với hơn một trên dưới 100.000 USD thì chúng ta sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào? Lại quay trở lại cái câu hỏi ngay từ phía ban đầu anh bạn đặt ra. Thì cái vấn đề chọn chiếc đồng hồ nào không quan trọng. Quan trọng là bạn là thuộc tiếp người mua nào. Ví dụ như bạn là nhà sưu tầm, một người yêu thích cơ khí, đam mê cơ khí, thì đương nhiên rồi, Lange & Söhne đấy là lựa chọn mà chúng ta không cần phải suy nghĩ. Tuy nhiên là nếu như chúng ta là một người tiêu dùng đi, chúng ta là một người có điều kiện về tài chính, kinh tế và đam mê cái thương hiệu Rolex, chúng ta muốn một chiếc đồng hồ GMT đặc biệt, thì chiếc GMT 126755 SRU này sẽ là một cái lựa chọn là không tồi. Đó, và đây cũng là cuối video rồi. Nếu có trên dưới 100.000 USD thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào để gia nhập bộ sưu tập của mình? Xin hãy comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.